Thưa quý vị, đúng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Orly, thủ đô Paris, Pháp, bắt đầu các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Trong khuôn khổ chương trình tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10, sáng nay tại Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo Francotech. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về đổi mới sáng tạo đúng theo tinh thần chủ đề của hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Đặc biệt, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đầu tư vào đổi mới sáng tạo chính là quyết sách và là sự lựa chọn chiến lược không chỉ với quốc gia mà cả cộng đồng doanh nghiệp Pháp ngữ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao các chủ đề trọng tâm của diễn đàn Francotech, đồng thời tin tưởng diễn đàn sẽ tạo cơ hội để kết nối các doanh nghiệp Pháp ngữ. Với dân số hơn 1,2 tỷ người, chiếm 16% GDP và 20% thương mại toàn cầu, không gian Pháp ngữ là một mảnh đất đầy tiềm năng và cơ hội cho các hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư và trao đổi thương mại. Đầu tư vào đổi mới sáng tạo chính là quyết sách và sự lựa chọn chiến lược không chỉ đối với quốc gia mà cả cộng đồng doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức ấy, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều chủ trương chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Sự lớn mạnh của các doanh nghiệp, việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào các hoạt động doanh nghiệp đã có phần đáng kể tạo ra sự phát triển mạnh của Việt Nam trong những năm qua. Đổi mới, sáng tạo sẽ là lựa chọn tất yếu cho chúng tôi trong hành trình tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao diễn đàn Francotech 2024 tập trung vào 5 chủ đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trước những vấn đề cấp bách như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, vốn con người, an ninh lương thực và đổi mới sáng tạo. Các chủ đề trọng tâm của diễn đàn Francotech 2024 cũng chính là những vấn đề mà nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam quan tâm. Việt Nam với dân số trẻ, năng động và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số đang trở thành một thị trường đầy tiềm năng. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại với trọng tâm xây dựng nền kinh tế số. Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác, trong đó có Pháp và các nước Pháp ngữ, để phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, giàu tiềm năng như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen xanh và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại với trọng tâm là xây dựng nền kinh tế số. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác, trong đó có Pháp và các nước Pháp ngữ, để phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, giàu tiềm năng như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng hydrogen xanh và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Nhân diễn đàn này, tôi đánh giá cao và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục quan tâm đến đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đang tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, có vị thế và vị trí rất thuận lợi để giúp các doanh nghiệp cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục vươn xa trong việc thành lập các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn mang tầm vóc quốc tế với kinh nghiệm hợp tác ba bên. Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước châu Phi trên tinh thần muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến trao ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Benin về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn Francotech, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi tham quan các gian hàng triển lãm của doanh nghiệp, đặc biệt là các gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam như FPT, VinFast, Vietnam Airlines, Vietjet. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp ngữ, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu vào đổi mới, sáng tạo và nâng cao năng lực.
Trưa ngày 4 tháng 10, Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thư ký Pháp ngữ Louis Moushikiwabo chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các trưởng đoàn dự khai mạc hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Chiều ngày 4 tháng 10, tại lâu đài Villers-Cotterêts, Cộng hòa Pháp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Đây là lần đầu tiên Tổng bí thư Chủ tịch nước tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Hội nghị có gần 100 đại diện lãnh đạo các quốc gia và chính phủ thành viên cộng đồng Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực. Với chủ đề sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp bằng tiếng Pháp, hội nghị thảo luận về những ưu tiên và định hướng hợp tác Pháp ngữ, nhất là hợp tác kinh tế, đổi mới, sáng tạo. Những năm qua, cộng đồng Pháp ngữ luôn xem Việt Nam là hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, là trung tâm trong các hoạt động hợp tác Pháp ngữ tại khu vực, một trong những thành viên thúc đẩy mạnh trụ cột kinh tế, nhất là kinh tế số. Với 88 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, có dân số khoảng 1,2 tỷ người, không gian kinh tế Pháp ngữ còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, du lịch bền vững, khoa học công nghệ. Tại hội nghị lần này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức, đóng góp vào một tương lai hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững. Chuyển sang một thông tin khác. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 qua hệ thống truyền hình trực tuyến với công an các đơn vị địa phương. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Tinh thần trách nhiệm và quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo chỉ huy các cấp thay đổi rõ rệt. Lực lượng công an ở cơ sở đã phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhân dân, nhất là phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Công an các địa phương chịu ảnh hưởng thiệt hại do bão số 3 đã huy động hơn 150.000 lượt cán bộ chiến sĩ xuyên suốt ngày đêm giúp nhân dân phòng chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, đảm bảo an ninh trật tự và khắc phục thiệt hại do mưa, bão lũ gây ra. Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong quý 3, lực lượng công an trên cả nước đã điều tra khám phá trên 10.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trong 9 tháng đầu năm đã điều tra khám phá gần 33.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 21.500 đối tượng, triệt phá 10 băng nhóm tội phạm, đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy, phát hiện trên 7.000 vụ, bắt hơn 12.000 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ Công an cũng đã phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong triển khai chuyển đổi số. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an các đơn vị địa phương chủ động ra soát, tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu của Bộ giao năm 2024, tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm kinh tế tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên. Công an cơ sở cần quản lý, hỗ trợ người được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng để phòng ngừa tái phạm. Đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, tiếp tục thúc đẩy triển khai mạnh mẽ đề án 06 của Chính phủ gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tập trung công tác phòng cháy chữa cháy theo hướng bảo đảm an toàn phòng cháy, đồng thời giảm thiểu các thủ tục hành chính với tinh thần đặt lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp lên trước hết. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương mở cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025, đấu tranh chấn áp mạnh tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả trong những tháng cuối năm.
Ngay sau khi tổ chức thành công hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024, chiều nay Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý 3 năm 2024. Trong đó liên quan tới các vụ đại án, Bộ Công an đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra và sẽ sớm có kết luận điều tra các vụ án. Liên quan tới vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh, đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, công ty này đã sử dụng thủ đoạn thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia vào xây dựng giá gói thầu ngay từ giai đoạn lập dự án, qua đó đã nâng giá trị vật tư, vật liệu dùng cho dự án cao hơn giá trị thực tế. Thì để kết quả điều tra đến nay thì cái hệ thống của công ty Công Minh đã tham gia đấu thầu và thực hiện trên 600 cái dự án ở trên địa bàn 63 tỉnh thành phố với tổng giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng và đã thực hiện hoàn thành và thanh kết toán được trên 3.000 tỷ đồng. Thì cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung cho công tác định giá tài sản đối với các cái dự án trồng và chăm sóc cây xanh do cái hệ thống các công ty của Nguyễn Công Minh thực hiện. Trên cơ sở đó để xác định thiệt hại làm cơ sở xử lý đối với các cái cá nhân cụ thể và yêu cầu các cái tỉnh, thành phố, các cái cơ quan doanh nghiệp cung cấp các cái tài liệu để phục vụ yêu cầu điều tra. Còn đối với các vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn, Đại Ninh, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thông tin, đây là các vụ án lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An đến nay đã khởi tố 8 bị can về 5 tội danh. Về 80 bị can và cái sai phạm tại còn Phúc An thì liên quan đến nhiều tỉnh thành. Cho đến nay chúng tôi đã làm rõ và xử lý đối các cái tỉnh thành là tại Bắc Giang, đấy, tại và đang điều tiếp tục điều tra về các cái sai phạm tại các cái tỉnh thành khác. Cái vụ này là một vụ án rất là lớn, còn liên quan đến nhiều người thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung lực lượng rồi là củng cố tài liệu chứng cứ xác định cái hành vi sai phạm. Rồi tiến hành điều tra xử lý theo đúng cái tinh thần của Ban Chỉ đạo cũng như là cái tiến độ điều tra vụ án mà Ban Chỉ đạo đặt ra và quy định của pháp luật. Rồi đánh giá về... Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu cũng cho biết liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh đã khởi tố 8 bị can, còn vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 26 bị can. Bộ Công an đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, rà soát những người có liên quan trên tinh thần xử lý nghiêm và sẽ sớm có kết luận điều tra các vụ án. Chiều nay, đoàn học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng cho cán bộ quy hoạch nguồn, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đi thực tế tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì đón tiếp đoàn, cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ vui mừng chào đón đoàn đã đến thăm thực tế tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Với việc triển khai thành công dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, hiện Bộ Công an đã triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc. Đây có thể xem là chìa khóa kết nối các dữ liệu, góp phần giảm phiền hà trong thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan đến công dân. Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành đề án 06 thực hiện trọng tâm 5 nhóm tiện ích phục vụ người dân doanh nghiệp trên nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử. Hiện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư là nơi vận hành hệ thống bản đồ số. Đây là bộ não của Trung tâm Dữ liệu, trong đó xây dựng giải pháp phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình dân cư để góp phần hoạch định các chính sách kinh tế, an ninh, quốc phòng theo từng giai đoạn. Trao đổi với đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng từ đề án 06 đã góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sử dụng giấy tờ sang phương thức quản lý hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ ngành địa phương, tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng mong muốn thông qua buổi thực tế trải nghiệm ứng dụng bản đồ số, các đại biểu trong đoàn sẽ có thêm thông tin, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện về thể chế, bộ máy, khơi thông dữ liệu và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực con người, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, công dân số.
chiều nay cụm thi đua số 2 khối các học viện trường Công an Nhân dân gồm Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân tổ chức phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của cụm thi đua số 2 các học viện trường Công an Nhân dân đã được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung, cách làm phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của từng học viên trường Công an Nhân dân, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của Bộ Công an nói chung và của từng học viện trường Công an Nhân dân nói riêng. Phát huy kết quả đã đạt được, 4 đơn vị trong cụm thi đua số 2 thống nhất tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm học 2024-2025 với nhiệt huyết mới, khí thế mới, nội dung mới, cách làm mới để đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và thực hiện thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác năm học 2024-2025 của Bộ Công an. Nội dung và chỉ tiêu thi đua bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao, đưa kết quả của phong trào thi đua thực sự trở thành động lực, mục tiêu cho từng cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên của các học viện trường Công an Nhân dân không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thưa quý vị, hôm nay mùng 4 tháng 10, kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 23 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Có thể nói, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ có thể được thất nghiệp như lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà có sự đồng hành, sát cánh và nâng cao ý thức từ phía người dân. Tại Hà Nội, trong những năm qua, do nhu cầu thuê nhà của người dân rất cao, khiến cho nhiều chủ nhà đã chuyển mô hình từ nhà ở riêng lẻ sang nhà cho thuê. Điều này đã làm tăng mật độ dân số và khó đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Sau những sự cố cháy nổ liên tiếp xảy ra tại các chung cư mini, nhà trọ, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã vào cuộc mạnh mẽ, thực hiện tổng kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm những cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cho đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận, đã có sự chuyển biến tích cực từ ý thức của chủ nhà và cả các khách thuê trọ. Khu nhà trọ này nằm trong con ngõ nhỏ thuộc phường Xuân Định, quận Bắc Từ Liêm. Công trình có thiết kế cao 8 tầng với 40 phòng trọ. Với tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy loại hình nhà trọ chung cư mini, đến nay, chủ công trình này đã có sự đầu tư khá nghiêm túc. Và cơ bản các điều kiện liên quan đến tòa nhà thì cũng xây dựng có khoảng thời gian trước lâu. Thì liên quan đến cái việc mà mình khắc phục như này thì cũng cơ bản khắc phục các liên quan đến việc mà điều kiện công tác phòng cháy cháy. Thế có điều thì tòa nhà tiếp tục duy trì, và thứ hai đó là liên quan đến công việc mà đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, hay là cũng như là tiếp tục là duy trì các hệ thống phòng cháy cháy là hoạt động là ổn định theo đúng cái thiết kế. Tòa nhà này xây trong năm 2021 thì khi đấy thì cũng chưa nắm được công tác phòng cháy chữa cháy và cũng chưa nhận được sự chỉ đạo, nhưng mà sau khi có những sự việc xảy ra và được sự quan tâm chỉ đạo của bên quận và bên phường, đặc biệt là các đồng chí ở bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thì bên tòa nhà cũng đã ý thức được sự an toàn và nâng cao cái trách nhiệm về việc phòng cháy chữa cháy, cho nên là tòa nhà đã xây dựng và thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng nước phun tự động. Sau đấy thì cũng đã ý thức tự giác để chỉ đạo cư dân và mọi người trong tòa nhà là phải ý thức cao trong việc phòng cháy chữa cháy và đề phòng cháy nổ. Thành phố Hà Nội đã hoàn thành kiểm tra đối với 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn, đạt 100%, xử phạt 3.134 trường hợp, tạm đình chỉ 672 trường hợp, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện khắc phục lỗi vi phạm. Theo ghi nhận, dù có thời điểm giá thiết bị phòng cháy chữa cháy tăng cao do nhu cầu mua tăng đột biến, nhưng để đảm bảo an toàn và được phép hoạt động kinh doanh, họ vẫn chấp nhận đầu tư để khắc phục những tồn tại. Sau đợt kiểm tra cao điểm thì công an quận Bắc Từ Liêm cũng liên quan đến việc mà tổ chức hậu kiểm lại, cũng nhận thấy là các chủ cơ sở nhà trọ đa phần đã khắc phục các tồn tại liên quan công tác phòng cháy cháy, bổ sung trang thiết bị đảm bảo mức phù hợp với từng cơ sở. Về cơ bản thì các chủ nhà trọ đã thiết kế các
hệ thống phương tiện phòng cháy cháy. Tuy nhiên thì để đảm bảo cái việc công tác phòng cháy cháy phải tiến hành thường xuyên là tuyên truyền, tổ chức và cho người dân để nâng cao cái ý thức công tác phòng cháy cháy đối với chủ các nhà trọ cũng như là với người dân sinh sống trong nhà trọ. Bản thân em thì cũng rất là lo lắng về cái vấn đề thứ nhất là tính mạng trước đã. Và xong là tiếp đến là kiểu nó cũng là cái sự an toàn của những người xung quanh ấy. Cho nên là bản thân em cũng phải đề cao hết mức cái việc phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy đạt hiệu quả thực chất chứ không phải chỉ là chuyện mất bò mới lo làm chuồng thì ý thức của các chủ nhà trọ và từng khách thuê nhà luôn được xác định là yếu tố quyết định. Và chỉ khi mỗi người dân trở thành một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống giặc lửa thì công tác phòng cháy chữa cháy mới trở nên ý nghĩa và hiệu quả hơn.